Đối bây giờ nhìn đối đầu em không? Rồi. Thầy năm đối, thầy năm. Sao ta thay chương? Ủa tại sao cái dự án nghiên cứu thực nghiệm số 10 sau khi nồi niêu xoắn chảo là đã hoàn thành rồi. Bây giờ á, nếu mà hơi bình thường á, hơi mà kim nhẫn chỉ số 0 thì hơi vẫn cầm nổi. Còn bây giờ mà hơi mà kim này mà lên là nhiệt độ này nó sẽ tăng lên, tức là hơi áp suất hơi với nhiệt độ của hơi nó sẽ tiến thời gian. Nên là mình cài là mình khống chế, là ví dụ như mấy em khống chế cái ví dụ muốn áp suất dư là 1 kg. 1 kg thì nó 110, khoảng là 113 độ mấy á. Thì đúng đó thì mình cài 113 độ thì đây nó lên 1 kg nó không lên được. Nhưng mà đây mình dài quá mình chỉnh cái bàn an toàn này nè. Tức là lố ra nó tự xả. Mà chắc thì phải xả sao cho cái ngoài nó hướng về cái kia chứ. Thì cái này chắc thầy Tuấn Anh tích được mà. Thì lần trước làm rồi. Thầy Tuấn Anh với thầy tôi làm rồi mà. Rồi tới thầy Cường đi. Đây là một cái hệ thống được đầu tư phục vụ cho dự án tinh dầu nghiên cứu bài bản từ cơ chế, từ cách thức, từ nghiên cứu chưng cất trực tiếp bằng nước, chưng cất bằng hơi nước. Và sau cái này chúng ta sẽ kéo úp lên thành những hệ thống pyrox 20-30 kg rồi bài về 300 kg free sun. Cái đấy là cái bước đầu tiên là chúng ta đã bắt đầu nát đấy. Rồi. Rồi con rồi, đây chuyên viên ơi, chuyên viên nghiên cứu này số ca nè. Sói qua thì được, chưa được rồi, sói thì được rồi. Em là sói ca.